Em lúc mà đồ quá nó đó rồi. Nó đéo cho tao thì giữ lấy chứ bực chứ. Nó không may á. Đi coi chứ mẹ ơi. Cái hốc này em lơ quá 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 như thế này, okay, quá như thế này. Ấy giờ hơn ngồi gấu hơn đấy. Chiều anh nó suốt đấy. Ở nhà thì chuyên môn cắn rồi này, cấu chí thằng anh. Các kiểu, kiểu ghê lắm. Cấu ghê lắm. Lá khi mình thanh thản mà đá lon khi mình giận dữ đúng không chú? Ghê ghê ghê. Thank you.
cái cầm thước á, kiểu đang nói ra tiền, kiểu hồ sơ chuyện gì. Dạ đi. Dạ. Dạ luôn. Sao? Ừ. Dạ đi. Bố, mẹ đi lớp đi ăn bố. Anh có một bố.